Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Sa-tan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người. Và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Suy niệm: Phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật hôm nay đặt ra cho chúng ta một sự chọn lựa. Nếu không muốn nói là một thách đố đối với những ai muốn đi theo con đường của Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Jeremia nói đến việc tâm can ông cháy bỏng vì lời Chúa thiêu đốt, bởi vì Chúa muốn ông làm ngôn sứ loan báo điều bất hạnh. Ông muốn đào ngũ trốn chạy, nhưng Chúa đâu để cho ông đào thoát. Các điều bất hạnh ông loan báo đều không ứng nghiệm. Do đó, người ta chê cười ông, nhưng ông vẫn làm ngôn sứ bởi vì ông nói nhân danh Chúa. Bài đọc 2 nói về đời sống người Kitô hữu hoàn toàn là một của lễ thờ phượng dâng lên Chúa, là một nền phụng vụ sống động. Theo gương đức Kitô, Đấng đã tự hiến làm của lễ đền tội cho nhân loại, dâng mình làm của lễ có nghĩa là nhận ra và thi hành thánh ý Thiên Chúa trong đời sống cụ thể hàng ngày của người tín hữu. Còn bài tin mừng lần đầu tiên, Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ biết sứ vụ của Ngài, đòi Ngài phải trải qua khổ nạn và cái chết. Lúc đó Phêrô, người vừa tuyên xưng Chúa là Thiên Sai, lại là tên phản đối nhân danh một quan niệm quá phàm tục về Đấng Thiên Sai. Nhưng Đức Kitô đã bác bỏ ngay điều đó vì Ngài cho là một cơn cám dỗ. Theo gương Thầy mình, các môn đệ cũng phải bước trên con đường thập giá, sự đánh mất đời sống với những tham vọng, lại trở thành một điều thắng lợi. Bởi vì chết không phải là tận cùng, mà là mở ra cõi phục sinh. Đoạn tin mừng đã tường thuật từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Theo sự suy nghĩ bình thường của con người, thì đây là một nghịch lý khó hiểu và cũng khó chịu. Tại sao lại phải chọn con đường đầy sự thống khổ và bầm dập đến thế, trong khi đã là Con Thiên Chúa với tất cả những quyền uy và khả năng vô biên? Và Thánh Phêrô cũng trong các suy nghĩ con người đó, đã phải kéo riêng Đức Giêsu ra mà trách: Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu.
Nhưng Đức Giê-xu đã quở trách ông và nói cho ông biết, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Sự khẳng định này của Đức Giê-xu cho thấy, quyền năng của Thiên Chúa không thể được sử dụng như một chiếc gậy thần để thoát khỏi sự khó khăn hay để thực hiện một cách dễ dàng các ý đồ của mình. Nhưng chính quyền năng và tình thương của Thiên Chúa phải là động lực thúc đẩy chúng ta sống, chấp nhận khó khăn để cùng nhau giải quyết mà đi lên, để cùng sống lại với Ngài qua con đường gian khổ. Vì thế, Đức Giê-xu đã không chọn con đường dễ dãi để thực hiện sứ mạng của mình, mà Ngài đã chọn con đường làm người và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống làm người này. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta vẫn thích những giải pháp dễ dãi, mau chóng. Điều này bắt nguồn từ một cái nhìn ích kỷ, muốn mọi chuyện đều phục vụ cho quyền lợi riêng tư hay theo những suy nghĩ hẹp hòi của chúng ta. Và những thành công bằng những phương cách dễ dãi đều không bền vững và đều làm phương hại đến những người chung quanh. Con người thích sống sung sướng, nhưng lại không thích làm việc mà chỉ ước mong được trúng số hay trúng mánh. Đây quả thực là một cơn cám dỗ thường xuyên đối với mỗi người chúng ta, và không chỉ đối với mỗi người mà còn cả với những tập thể, các tổ chức xã hội. Và chính khi chọn lựa những phương cách để thực hiện, chúng ta đã phản bội lại sứ mạng của người Kitô hữu. Đường con theo Chúa có nắng xuân trái lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuộm bụi trần. Ngài đã gọi con theo đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ơn thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuộc thân duyên. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dầm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tâm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo vượt qua ngàn treo leo, con bước theo Ngài đường thập giá xa vời, vẫn luôn trông cậy vào Chúa mà thôi. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muôn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu Chúa. Trái tim khơi nguồn trao dâng niềm vui.
đời con theo Chúa hồng phúc cao quý tuyệt vời, làm sao con nói thành lời. Xin Chúa giữ gìn đường nẻo con đi, xin đừng để con lỗi ước quên thề. Phần con là hư vô Ngài dù tình ban cho con bước theo Ngài là chân lý giang đời, dẫu con chỉ là phạm nhân mà thôi. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì khó nguy không để, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng nên yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu chung, ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiếu chung.